Tiệm giải phường 7 găng hoàng chiếc gấm đang có lực lượng chữa cháy cứu rồi nha mọi người. Tiệm giải Hải Dung nha. Tiệm giải Hải Dung. Đừng có giải. Mọi người ơi, cầu nguyện cho ma qua khỏi, người còn kẹt ở chổng nhiều lắm mọi người. Tiệm giải hơi bắt lửa nhiều quá, lực lượng an ninh đang cứu. Cái này anh này không chịu về đó ấy, lên cho người ta xuống. Rất là nhiều người kẹt ở chỗ nha. Mọi người cầu nguyện cho họ ra qua khỏi cái hoạn nạn này. Tiệm giải hiệu tiệm giải Hải Dung nha, Hải Dung. Có hai người đã nhảy rồi, chắc là nguy hiểm. Nãy giờ không bắt rồi, bây giờ mới bắt. Mẹ đi.
À, khó hở. Sao Nguyễn Kim? Quá dễ luôn rồi. Rồi ổng đâu rồi? Tích hết trơn, mình thấy không được đâu. Chạy hai cái. Hai gì kỳ vậy trời? Một chiến sĩ bị ngạt. Chưa cứu được hết nha. Còn bị kẹt nhiều người ở trong. Tìm giải Hải Dung nha. À đây cũng không rõ nữa. Hiện tại thì hai người đã được cứu, nhưng mà hai người đã nhảy mà không biết như thế nào. Thank you.
Chở đi cấp cứu nha các bạn, mong họ qua khỏi cái kiếp nạn này. Sao Nguyễn Kim, sao Nguyễn Kim?
tiệm vải, cháy tiệm vải. Khoảng 8-9 người, khoảng 8-9 người bị kẹt. Có một số đã cứu được rồi. Nóng rồi không biết làm sao nữa. Ủa mấy nhà nó thông với nhau hả ta? Ba nhà thông nhau hả? Đều buôn Hải Dung á. Là chung luôn nhà hả? Hiệu buôn Hải Dung nha, tiệm vải Hải Dung. Chắc là nhiều anh em chiến sĩ đã cố gắng cứu nha mọi người. Ủa mặt nạ đâu không đeo ta? Hiện tại 3 bò nước nha, 3 ngôi nhà lận. Là...